nếu mà bạn đã có sảy thai mà cái lần có thai trước đó là có thai một cách tự nhiên, thì mà sau 2 năm mà với các cái điều kiện sinh hoạt hoàn toàn bình thường thì tức là bạn có thể là bị vô sinh. Mà bị vô sinh này thì được gọi là vô sinh thứ phát. Mà cái vô sinh này là xảy ra sau khi mà bạn đã có một cái thai rồi, thì rất nhiều nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân thường có thể xảy ra mà gợi ý đến hay gặp nhất đó là những nguyên nhân về bất thường về buồng tử cung. Có thể rằng là do lần trước bạn đã phải xảy cái thai đó thì nó gây nên một cái gì đó bất thường buồng tử cung, và chính đó là cái điều mà cản trở cái việc có thai tiếp theo của bạn. Và để muốn xác định cái điều này thì mời bạn đến các cơ sở y tế chuyên sâu như Bệnh viện Tâm Anh để chúng tôi xác định xem là có vấn đề gì xảy ra hay không, và có thể điều trị để cho bạn có con càng sớm càng tốt.